Vâng, xin chào tất cả các bác, các chú, các anh, các chị và các bạn đang coi cái clip của Quang nhé. Hôm nay thì cũng là rất là lâu rồi Quang cũng không làm các cái clip hướng dẫn. Hôm nay thì có một số anh em là có hỏi Quang rằng là nuôi chim gần nhau thì nó có đè nhau hay không. Thì hiện tại thực tế bây giờ là ở nhà Quang là đang có chòe lửa này, chòe than này, chiếu này, chiếu ở trong lồng lực này. Đấy. Họa mi này đang hót cùng một chỗ này. Đấy. Như một bản hòa tấu. Đấy. Cái chuyện mà nó đè nhau thì như này. Loài chim mà đè nhau khủng khiếp nhất đó là cái loài chòe than và cái loài họa mi, là cái loài mà hai cái loài chim này là nó là sống là độc thung và đấu đá nhau khủng khiếp nhất ở ngoài tự nhiên. Đấy, tranh giành lãnh thổ rồi thì là chiếm thung, hót chiếm thung, rồi thì đến mùa sinh sản thì tranh mái, rồi đá đánh nhau, đấu đá nhau, nhất là con họa mi, con chòe than. Đấy. Có những cả đôi chòe than ở ngoài tự nhiên mà nó quánh nhau, mà nó cặp quặp vào nó quánh nhau mà nó không cần biết con người là như nào. Đấy, có khi rơi xuống mà người ra vồ được. Đấy, thì cái này là cũng là nhiều anh em là đã gặp cái trường hợp đó. Đấy, là ngoài tự nhiên là nó lao vào, nó đánh nhau, nó quặp vào nhau từ trên cao mà rơi một phát xuống đất mà vẫn cứ quặp vào đánh nhau mà có thể là ra vồ được. Đấy, thì nhiều người là đã gặp cái trường hợp này. Đấy. Thế còn họa mi thì Quang chưa chứng kiến ở ngoài tự nhiên, nhưng mà chòe than này Quang chứng kiến rồi. Thế anh em nuôi mà để cho chim nó đạt được cái kiểu mà chúng ta treo ra mà nó có thể hót tốt như này mà không đè nhau, là nó đòi hỏi con chim nó phải có tuổi lồng rồi, mà nó phải căng lửa. Đấy. Thế còn ví dụ như này, là một cái con chim mà nó đang yếu lửa thì chúng ta cần phải có một cái thung riêng. Chẳng hạn như bây giờ là Quang đang quay clip này là có cả khiếu hót này, rồi mi hót này, chòe lửa, chòe than hót này, là nó rất là đau đầu, nó rất là đau đầu. Đấy, nó rất là tiếng nó rất là ồn. Thế thì chúng ta mà đang nuôi những cái chú chim yếu lửa, chúng ta đang nuôi những cái chú chim yếu lửa thì chúng ta phải nuôi nó ở một cái chỗ yên tĩnh thôi. Đấy. Chẳng hạn như cái con chòe than của chúng ta mà nó đang chả có một cái lửa gì cả, nó đang yếu lửa, nó đang sợ sệt, mà chúng ta lại treo cạnh cái con chòe lửa mà nó đang căng lửa, nó hót ầm như này, thì nó cũng làm ảnh hưởng đến cái chú chim của chúng ta. Đấy. Thế còn bảo là nó đè thực sự thì nó không đè được, nó không đè được, nhưng mà nó không làm cho cái con chòe của chúng ta nó lên lửa được. Đấy. Chẳng hạn như con chòe chúng ta muốn lên lửa là chúng ta một cái thung này là chúng ta chỉ để riêng nó một mình, nó một chỗ thôi, để cho nó ăn uống nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Thỉnh thoảng chúng ta treo cao như này để cho chú chim của chúng ta nó nhìn thấy không gian thoáng đãng như này, yên tĩnh như này, thì tự nhiên là nó sẽ ăn uống nó đủ chất rồi thì nó phấn khởi, nó hứng thú lên, tắm rửa sạch sẽ rồi, được tắm nắng sạch sẽ rồi thì đứng một chỗ để chả có việc gì làm thì bắt đầu chỉ đứng hót thôi, đúng không ạ? Đấy. Chúng ta sẽ làm cho chim mà nó không bị ảnh hưởng một cái tâm lý nào cả. Đấy. Thế còn khi mà nó đã có lửa, nó chơi tốt rồi thì chả con nào đè được con nào cả. Đấy. Đấy. Thế nên là các bạn nhớ nhé. Đấy. Kể cả là con chòe lửa thế thôi, nó chưa có lửa mà chúng ta lại cứ treo cạnh con mi với con khiếu với cả con chòe than mà nó cứ hót múa mầm lên ấy, thì thực ra thì nó không đè hẳn được cái con chim ấy, bởi vì khác loài thì nó đè gì nhau. Đấy. Nhưng mà nó sẽ không lên lửa được. Đấy. Mọi người nên nhớ là như thế. Thế còn hai cái con chòe than và chòe lửa ấy, thì nó cũng rất là kỵ nhau, nó ghét nhau đấy. Với bản thân là Quang tắm cùng hai cái lồng tắm để cạnh nhau là hai con cũng trọ trọe nhau, là cũng lao vào đánh nhau đấy. Đấy, trước đây thì Quang cũng thả chung vào AV cả chòe than, chòe lửa, cả họa mi ấy, thì cái con chòe lửa là nó rất là ghê gớm, nhiều lúc là nó toàn đuổi đánh con chòe than thôi, cho mồi tươi vào ấy, là con chòe lửa nó ăn xong rồi con chòe than mới dám ra ăn. Thì là đấy là Quang gặp cái trường hợp như thế thôi. Còn có thể có những con mà con chòe than nó gấu hơn thì nó lại đuổi đánh con chòe lửa để nó ăn mồi tươi trước.
Đấy, thì con cũng không thể nói chính xác cái điều đó. Đấy, nhưng mà thả vào AV ấy, thì chúng ta thả clip này thì Quang cũng nói luôn là nếu như chúng ta thả vào AV mà các loại chim ấy thì tốt nhất là chúng ta thả cùng vào một lúc. Đấy, chứ đừng có thả con trước con sau. Đấy. Và cái chỗ ăn uống ấy thì chúng ta để nhiều chỗ có nước, nhiều chỗ cống ăn để cho nó đỡ phải tranh giành nhau thì nó sẽ không đánh nhau. Đấy, mồi tươi cũng thế, là khi mà chúng ta cho vào thì chúng ta vứt cùng một lúc vào nhiều chỗ để cho nó ăn. Đấy, chứ còn cùng một lúc mà chúng ta thì chỉ cho cũng khay mồi tươi vào một chỗ thôi thì là mấy con nó lao vào là nó tranh giành nhau, thì đương nhiên là có cái sự đánh nhau thôi. Đấy, thế còn cái clip này thì hôm nay Quang chỉ muốn nói với mọi người rằng là cái chuyện mà để cho chim nó đè nhau, để cho nó đè nhau mà để mà không lên lửa được, hay là để mà hỏng con chim với hai cái loài chim khác nhau, khác loài nhau thì là không có. Đấy, nhưng mà anh em mà muốn mà nuôi chim mà nó lên lửa một cái cách mà nhanh nhất ấy, thì anh em phải có một cái thung riêng. Vì chim nó yếu lửa thì nó không thích cái sự ồn ào, không thích cái có những con bên cạnh nó làm phiền nó. Cũng như là bây giờ Quang cũng giải thích với mọi người là cũng giống như là anh em chúng ta thế thôi. Cái lúc mà chúng ta mà mệt mỏi mà người nó khó chịu ấy, mà lại cứ nghe thấy tiếng động ồn ào, hoặc là cái người bên cạnh mình cứ nói nhiều, thì chúng ta cũng cảm thấy rất là khó chịu, đúng không ạ? Đấy, khi đã mệt rồi lại con cái lại cứ lô đùa đánh nhau chí chóe đấy chẳng hạn, thế thì là rất là khó chịu, đúng không ạ? Đấy, thì khi mà chúng ta mệt mỏi đấy, thì chúng ta sẽ có một cái chỗ yên tĩnh để chúng ta nghỉ ngơi, không có cái tiếng động hoặc là không có cái tiếng nói hay cái gì làm phiền chúng ta. Thì cái con chim chúng ta nuôi nó để gột nó, để nó lên lửa thì cũng thế thôi. Chúng ta muốn nó lên lửa thì chúng ta phải có một cái không gian riêng. Không gian riêng, mọi người nhớ là cái thung riêng hoặc là một cái không gian riêng. Đấy, yên tĩnh để chúng ta chăm để lên lửa cho chim. Đấy, thì clip này thì Quang cũng chỉ nói đến thế thôi, dừng lại ở đây thôi. Còn thực tế ra thì như mọi người thấy là trời than trời lửa, giờ Quang đang nuôi này là cả hai con treo ra này cũng đang hót cùng một lúc này, chả con nào đè con nào. Bởi vì thực tế ra đây ấy là cả hai con nó đều đang có lửa rồi, nó có tuổi lồng rồi. Đấy, thế còn bây giờ mà mình là đang muốn treo một cái con trời than lên để nó lên lửa, treo đây này, cạnh cái con trời lửa nó cứ hót ầm ầm này thì nó cũng chả dám hót. Đấy, nó làm phiền nó mà. Đấy, thì mọi người nhớ là như thế. Cái con họa mi cũng thế. Con họa mi cũng thế, khi mà nó có chút lửa rồi thì nó cứ thế là nó hót thôi. Còn nó đang sợ sệt và tâm lý nó kém mà lại nó cứ nghe ầm ầm như này thì nó cũng không chịu được đâu. Đấy. Cái bản chất ấy thì cái con họa mi ấy thì nó lại rất thích cái giọng xòe than, xòe lửa, giọng khiếu để kích nó hót lên. Đấy. Thế nhưng mà những con mà anh em đang vực lửa mà gột lửa mà nó chưa có lửa mà tâm lý nó vẫn đang sợ sệt thì anh em phải nhớ rằng là một không gian riêng, một thung riêng, yên tĩnh nhé. Mọi người nhớ là như thế. Đấy, cái clip này thì để cho nhiều anh em thắc mắc thì có hỏi thì nhắn hỏi thì anh em sẽ hiểu hơn. Đấy, anh em nhớ là chim nó chưa có lửa, muốn gột và vực lửa lên thì cần phải có một không gian riêng, yên tĩnh dành cho chú chim. Đấy, anh em nên nhớ một điều như thế. Vâng, cái clip này thì Quang xin được dừng lại ở đây và xin được hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong các cái clip sau. Đấy, và anh em nhớ rằng là đừng quên là Quang có cái sản phẩm cám họa mi, cám xòe và cám trào màu rất là tốt, ổn định, lông lá óng mượt. Đấy, chim chơi bền lửa, ăn quanh năm nhá. Anh em đừng quên cái điều đó. Quang sẽ cung cấp cho anh em các cái sản phẩm cám đó. Đấy, khiếu này, mi khiếu là chung một loại được này, cám xòe, xòe lửa, xòe than, xòe đất chung một loại được này. Đấy, và cám trào màu. Đấy, cái cám trào màu thì khẳng định với anh em là qua một đợt thay lông là sẽ má đỏ, đít đỏ như ở ngoài tự nhiên luôn, thậm chí còn hơn càng nuôi lâu. Sang năm thứ 3, năm thứ 4 mà dùng cám trào màu của Quang ấy thì càng nuôi lâu ấy thì đít nó càng đỏ, đỏ chót luôn. Đấy, khẳng định với anh em một điều như thế. Đấy, còn chòe thì đấy, như anh em thấy là đây là con chòe lửa và Quang đổi cho anh Lông Tuấn Hiệp ở Đắk Lông là từ cái năm 2017-18 gì đấy, vẫn nuôi đến bây giờ. Đấy, còn cái con than này thì mua của bạn Hữu Bình, con ở Bắc Linh này. Đấy, anh em ở câu lạc bộ mới gọi là con Berlin này. Đấy, từ năm 19 đến bây giờ. Đấy, Quang vẫn giữ nuôi để chứng minh cho anh em thấy là cái sản phẩm cám rất là tốt. Đấy, chim chơi hót múa rất là ổn định.
Thế còn cái việc mà nó có đấu hót được hay không, nó thích thể hiện đấu múa hót ở trên giàn hay là bản lĩnh của chú chim, hay là nó thuộc vào tố chất của chú chim chứ không phải là do cám đâu. Cám chỉ là làm cho con chim nó có bộ lông óng mượt ổn định, đấy, lực hót bền bỉ đấy. Còn về cái tố chất đấu đá là còn phụ thuộc hoàn toàn vào tố chất của chú chim đấy. Khẳng định với anh em một điều rằng là cái sản phẩm cám của Quang là nó rất là bền lửa và ổn định lâu dài, cho ăn quanh năm. Đấy, cho ăn quanh năm. Và đặc biệt với mọi người nên nhớ là luôn luôn là chim là có cái bộ lông óng mượt nhá. Đấy. Thế còn nuôi thì chim thì anh em nhớ là đừng có cho ăn sâu. Đấy. Những cái con chim như này Quang nuôi mấy lạng chả tốn đến một lạng sâu một con. Đấy. Thì Quang chỉ cho ăn sâu vào cái thời điểm trời nó mưa gió rét ở ngoài Bắc này thôi, mà mỗi một ngày chỉ một đến hai con là cùng thôi. Đấy, là cái mùa gọi là hôm nào rét đậm rét hại ấy, chứ bình thường thì Quang không cho ăn sâu. Đấy, các mọi người đấy là khiếu này, mi này. Đấy. Trong màu thì cái con chơi tốt của Quang thì lại ở dưới kia thôi. Cái con chơi tốt ở Quang lại dưới phòng ở tầng 3 thôi. Đấy, con này thì nó đang rụng lông do cái mùa rét vừa rồi. Mùa này này là năm nay thời tiết nó chán lắm, có con rụng lông rồi. Đấy, thời tiết nó ảo mà. Ai đâu ngoài Hà Nội, ngoài Bắc này đến gần cuối tháng 5 rồi vẫn còn gió mùa đông bắc, vẫn còn trời lạnh, vẫn còn mưa rét. Đấy. Vâng, cái clip này Quang xin dừng lại ở đây nhá. Anh em nào có nhu cầu mua cái sản phẩm cám mi khiếu này, mi khiếu này, khiếu đang hot ở trong cái lồng lực này, xòe lửa, xòe than, cám xòe, cám trong màu của Quang. Đây là chim nuôi thực tế này. Thì liên hệ với cả Quang theo cái số Zalo 098 349 0983494068 nhá. Số Zalo của Quang. Anh em liên hệ với Quang qua cái số đây. Xòe lửa, xòe than. Nuôi những con này Quang nuôi mấy năm rồi, vẫn giữ nuôi để chứng minh cái sản phẩm cám. Vâng, cảm ơn anh em đã theo dõi đến cuối clip nhé.